Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong kỳ xét tuyển vừa qua, số thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên cho tổng 3 môn, chưa tính điểm ưu tiên nhưng không trúng tuyển nguyện vọng nào là 165 em. 3 em trong số này có tổng điểm trên 28 điểm. Trong số đó, 114 em đăng ký xét tuyển vào các trường công an, quân đội, có 97 em chỉ đăng ký một nguyện vọng duy nhất. Trong số 51 em đăng ký xét tuyển vào các trường khối dân sự, có 10 em chỉ đăng ký duy nhất một nguyện vọng để xem xét quyền lợi cho các em bộ giáo dục và đào tạo cho biết đã trao đổi với một số trường đại học lớn các trường cho biết sẽ sẵn sàng xét tuyển bổ sung những thí sinh có kết quả thi trung học phổ thông cao và thuộc đối tượng như trên căn cứ vào nguyện vọng và điểm đạt được theo điểm chuẩn của từng ngành học cụ thể